Khi nhắc tới các dòng laptop của MSI, các bạn thường nghĩ ngay tới điều gì? Những dòng laptop gaming hầm hố, đẹp và tản nhiệt tốt, cấu hình khủng. Thì phân khúc khác thì như nào? MSI cũng không bỏ qua bất kỳ phân khúc nào cả. Thì đây là dòng laptop hướng tới những đối tượng là người dùng học sinh, sinh viên hay những bạn đang là doanh nhân. Đây là MSI Modern 15. Thì chắc các bạn không còn lạ gì với cái dòng laptop kiểu như này rồi đúng không? Cách đây 1-2 năm thì có dòng PS42 cực kỳ ấn tượng. Thì phiên bản Modern 15 của mình đây ấn tượng cũng không kém. Thì đầu tiên mình sẽ nói về độ mỏng nhẹ nữa. Mỏng, chỉ mỏng khoảng độ gần 2cm, tức là 20mm đấy. Độ nặng cũng gần 2kg. Chính xác ở đây là 1,89kg. Việc mang đi mang lại với mẫu laptop này cực kỳ dễ dàng. Và để làm được điều vậy, vừa mỏng lại phải chắc chắn, thì toàn bộ máy được làm từ kim loại. Cho những phân khúc giá khoảng độ 20 triệu đồng thì thật khó có mẫu laptop nào mà đến từ một thương hiệu là có tiếng này, mỏng, nhẹ mà thiết kế full kim loại giống như MSI Modern 15 mình đang có ở đây. Rồi, đây như các bạn có thể thấy, đằng trước đây là toàn bộ làm được kiểu là nhôm phay xước này. Ở chính giữa là logo của MSI, đây là logo phần đặt chìm. Sờ vào nó có hơi đoạn nổi nổi một chút thôi, có kiểu là in lên thôi. Thì đây, mình sẽ mở màn hình ra cho anh em có thể có một cái nhìn khác nó hợp lý hơn. Thì đây, đấy, anh em nhìn nào, màn hình có viền rất mỏng, cả bốn cạnh luôn. Đây, cạnh trên, cạnh dưới cũng vô cùng mỏng. Tại sao mình lại nói mỏng? Bởi vì anh em thấy nó đâu có sát không? Vậy anh em nhìn này, trên cùng chúng ta vẫn có webcam nha. Thường ấy, mẫu laptop nào mà để các viền nó quá mỏng thì người ta sẽ loại bỏ đi webcam. Tuy nhiên, đây là dòng laptop hướng những đối tượng gọi là doanh nhân, học sinh, sinh viên, nên webcam bắt buộc phải giữ lại. Phần bên dưới này, đây, phần bên dưới ngay đây đặt thêm cả logo MSI nữa, và để giữ cho cái chất lượng màn hình nó được tốt nhất. Thế nên độ mỏng như này mình thấy là vô cùng hợp lý rồi. Thì đây là màn hình có kích thước 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS cho chất lượng hiển thị tương đối tốt. Thì mình cũng đã có tham khảo qua một chút về thông số mẫu màn hình này rồi. Độ phủ màu có thể đạt được là 92% sẽ màu sRGB, 49% sẽ màu Adobe RGB, và độ sai lệch màu rơi khoảng độ 2 delta E. Thì chính xác ra để mà nói, nếu như bạn quan tâm tới cái mẫu màn hình này để có thể làm đồ họa thì mình nghĩ là làm luôn cũng được. Hoặc nếu có điều kiện có thể mang đi cân màu để cho cái độ sai lệch màu nó xuống thấp hơn khoảng độ 1,5 delta E là hợp lý nhất. Thì ngoài ra mình sẽ nói thêm về phần độ sáng nữa. Thì mình đang ngồi trong ánh sáng studio vô cùng phức tạp, xung quanh mình có rất nhiều đèn. Thì cái màn hình của mẫu laptop này hiển thị vô cùng rõ ràng. Thế nên nếu bạn nào mà mang laptop ra làm ngoài trời, cụ thể là trong trời nắng này mà ánh sáng nó chiếu vào, thì hoàn toàn ổn, không phải lo lắng kiểu nó mờ quá mà không nhìn thấy gì cả. Bàn phím của mẫu laptop này kiểu bàn phím checklist, không cụm phím số. Thì cái cảm giác bấm đối với bạn là người kiểu thích những bàn phím bay luôn, gõ vừa bay ấy, thì các bạn sẽ ưng ngay lần đầu tiên gõ. Còn đối với những bạn mà ưa thích cái sự gọi là lún sâu của bàn phím thì cái mẫu bàn phím này sẽ cho cái cảm giác gọi là chưa được ưng ý cho lắm, chúng ta sẽ cần thời gian để làm quen. Và tuy nhiên cũng một điều đáng khen ở đây, đó chính là hệ thống LED rất sáng luôn. Môi trường ánh sáng nó chiếu thẳng mạnh như thế này mà mình vẫn nhìn rõ LED. Thì nếu như bạn nào mà làm trong môi trường ánh sáng kiểu nó tối ấy, làm việc ban đêm, thì bàn phím này vẫn đủ sáng để có thể làm, chỉ tiếc là không cụm vi số thôi. Rồi, chuyển đến phần trackpad. Trackpad thì hơi bé một chút, cảm giác gì thì ở mức ổn thôi. Mình mong muốn một cái trackpad to hơn trên mẫu laptop nó hướng tới những đối tượng gọi là doanh nhân như thế này, thì như thế này cũng là được rồi. Khung máy thì dĩ nhiên vẫn làm từ kim loại nên nó vô cùng chắc chắn rồi. Cổng kết nối trên mẫu laptop này cũng vô cùng đầy đủ. Khi mà ở bên cạnh phải các bạn sẽ hai cổng USB Type-A, một cổng micro SD, còn bên cạnh trái các bạn sẽ có một cổng nguồn HDMI, một cổng USB Type-A nữa, một cổng USB Type-C và một jack audio combo được mạ vàng. Chúng ta sẽ không có cổng mạng LAN. Thì đây là cái cổng kết nối mà mình nghĩ nó phù hợp với tất cả mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển nhanh tới cái phần mà các bạn quan tâm nhất khi mua các dòng laptop của MSI. Đó chính là phần cấu hình. Thì phiên bản mình đang có đây, nó vô cùng cơ bản thôi. Được trang bị CPU Core i5-1210U 4x8 luồng, xung nhịp tối đa có thể đạt được là 4.2GHz, 8GB RAM và 512GB SSD. Sử dụng card đồ họa tích hợp là Intel HD Graphics, nghe vô cùng cơ bản đúng không? Trong tầm giá 18 triệu đồng thì các bạn có thể nghĩ là ôi, cấu hình này nó chưa được ngon cho lắm. Tuy nhiên, các bạn hiểu đừng nhìn về mỗi thông số thôi, chúng ta hãy quan tâm tới nó làm được những gì. Thì bây giờ mình sẽ nói như này, cục sạc theo kèm máy là cục sạc 65W. Cực kỳ lớn đúng không? So với dòng laptop kiểu không cạc rời, 65W là một cái cục sạc khá ấn tượng đấy, bởi vì CPU chỉ là CPU dòng U thôi. Và khi mình stress test thử CPU này thì tối đa CPU này có thể ăn được đến tận 40W. Thông số mà Intel công bố là duy trì chỉ được 15W thôi. Thế nhưng mà MSI đã boost điện cho CPU này lên tận 40W. Vì thế cái xung nhịp CPU rất cao, tối đa có thể đạt được 3.9GHz toàn thời gian nha. Còn đơn nhân ấy, nó vẫn boost lên 4.2 bình thường rồi. Và khi các bạn stress test thêm khoảng độ một thời gian lâu nữa thì nó sẽ bị chỉ giảm xuống còn khoảng 30-35W. Và xung nhịp khi đấy trên 4 nhân thì sẽ loanh quanh khoảng 3.6GHz. Theo mình, đây là cái mức xung nhịp cực kỳ cao trên cái dòng laptop kiểu CPU dòng U này. Bởi vì MSI mặc dù làm những dòng laptop kiểu mỏng nhẹ này nhưng vẫn là laptop văn phòng hiệu năng cao. Rồi, vậy thì với cấu hình nó như này thì các bạn có thể làm được những gì? Đương nhiên, CPU
MSI đã book cho vô cùng thoải mái rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh qua phần mềm Center Creator, Creator Center với đúng, mình đọc ngược. Thì trong đấy các bạn có thể tùy chỉnh gọi là cho CPU hoạt động mà tối đa này, hoặc muốn mát mẻ hơn một tí thì chuyển về chế độ tiết kiệm pin này. Và ngoài ra ấy, đây không phải gaming nhưng vẫn có Cooler Boost 3, thế nên nhiệt độ CPU vô cùng mát, stress test toàn thời gian nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 70-80 độ thôi. Vô cùng ấn tượng rồi, làm sao con laptop nào nó mát bằng như này nữa. Trong phân khúc thôi nhá, còn phân khúc lớn hơn thì chúng ta không nói nên làm gì rồi. Thì các bạn có thể hoàn toàn làm kiểu Photoshop này, hoặc thậm chí có thể edit video trên cái mẫu laptop này. Tuy nhiên, mình khuyên ấy, chỉ edit video, chỉ dừng lại ở mức độ Full HD thôi. Còn nếu cao quá thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng laptop MSI Gaming nó sẽ phù hợp hơn. Vậy thì khen rồi thì chúng ta cũng phải có một cái gì đó chê như cái điều mà mình không thích ở trên mẫu laptop này, đó chính là về phần bản lề. Bản lề ở đây mình không nói đến cái việc gọi là bản lề nó quá lởn mà gây hiện tượng học, mà bản lề ngày xưa ấy là nó quá yếu ấy, nó dễ bị cong. Bây giờ bản lề lại mạnh quá, thành ra khi các bạn mở ấy, nó hơi cứng một chút. Các bạn yên tâm đi, nó sẽ không có hiện tượng gãy bản lề như ngày xưa đâu, mà bản lề mở ra nó hơi khó thì các bạn phải mở bằng hai tay luôn. Thì cái này cũng đúng thôi, để cho các bạn giữ độ bền laptop được mức cao nhất. Thì trong phân khúc giá khoảng 18 triệu đồng, khi mua mẫu laptop này các bạn sẽ nhận được những gì? Đầu tiên sẽ là một mẫu laptop mỏng, nhẹ, hiệu năng cao, phù hợp với tất cả các nhu cầu. Và cái thứ hai, nó đến từ một thương hiệu gaming, nhìn qua thôi đã thấy xịn sò rồi. Thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào, hoặc các bạn quan tâm đến các dòng laptop của MSI khác nữa thì đường link cũng ở ngay dưới phần mô tả video thôi. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.